cô dâu chúc may cùng chú rể quyết thắng. Lời đầu tiên MC xin được phép thay mặt cho gia đình nữ chủ hôn cùng với tất cả ekip thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng Vân Thiều, dịch vụ năng Hải Dũng xin được gửi đến tất cả quý vị tham dự lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng tôi thương và trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, đã từ rất lâu thì các thi sĩ văn nhân đã viết lên không biết bao nhiêu đề tài để ca ngợi cho tình yêu đôi lứa. Và tình yêu cũng làm cho chúng ta xích lại gần nhau khi đôi quả tim hồng đã hòa chung nhịp đập. Trải qua thời gian yêu thương và tìm hiểu, đặc biệt là được sự chấp thuận của hai bên gia đình, thì ngày hôm nay đây, cô dâu Trúc Mai đã tìm cho mình được bến bờ hạnh phúc. Và không ai khác, đó chính là chú rể Quyết Thắng. Họ cảm thấy rằng không thể sống thiếu nhau. Và buổi lễ vô quy sáng hôm nay đây là sự minh chứng cho tình yêu đó. Và sự hiện diện của tất cả quý vị đồng đủ trong buổi sáng hôm nay là một lời chúc phúc vô cùng tuyệt vời dành tặng đến cô dâu và chú rể. Xin được mạn phép thay mặt cho gia đình nữ chủ hôn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu của mình đến đây tham dự trong buổi lễ phu quy sáng hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị có một buổi tiệc thật là ngon miệng trong quá trình tiếp đón cũng như là tiếp đãi. Nếu có điều gì sơ sót, mong tất cả quý quan khách chúng ta vì tình thương sẵn có với gia đình mà lượng tình bỏ qua cho. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây, trước những món ăn vô cùng tuyệt vời mà tất cả quý vị đang thưởng thức tại bàn tiệc, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một món ăn tinh thần, đó chính là một chương trình văn nghệ. Kính thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, chương trình văn nghệ với chủ đề hát mừng ngày đăng quang hạnh phúc cho đôi uyên ương do ta đánh sáng phong thiều chúng tôi thực hiện sẽ được mặc phép bắt đầu. Just